Đường xuyên Trường Sơn, tác giả Đồng Sĩ Nguyên, giọng đọc Hải Yến, số 12. Cũng như các hướng chiến trường, tháng 1 năm 1968, ở tuyến 559 thật sự sôi động, không khí đêm trước của Tết. Lúc này, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã có nghị quyết chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định. Ngày giờ mở màn tổng tiến công và nổi dậy, đối với chúng tôi, lúc này còn là vấn đề tuyệt mật. Song từ những phán đoán thông qua sự chỉ đạo của trên và bằng linh cảm trận mạc, chúng tôi thấy bão lửa đang đến gần. Tuy vậy, chiến trường vẫn im ắng, một sự im lặng đáng sợ đối với phía Mỹ. Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại Sài Gòn phán đoán trong năm 1968, trọng tâm hoạt động của ta ở miền Nam sẽ là chống phá Bình Định, mở một số trận đánh dọc biên giới Việt-Lào và Campuchia, tiến công các mục tiêu thuộc hai tỉnh Trị Thiên, tìm cách bảo tồn lực lượng, cố gắng duy trì mức độ giao tranh của năm 1967. Đài báo phương Tây lại cho rằng Việt Cộng sẽ mở những cuộc tiến công lớn trong mùa khô, rằng Việt Cộng sẽ bị tiêu diệt nếu liều mạng tiến công. Mặc người cứ đoán già đoán non, hàng chục vạn khối óc, con tim của những người lính Trường Sơn vẫn ngày đêm hướng về chiến trường, hết mình vì chiến trường. Ở địa bàn Tây Trường Sơn, chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trong mùa khô này, ta và bạn sẽ phối hợp mở một số chiến dịch ở Trung Hạ Lào, tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng và củng cố tuyến hành lang chi viện chiến lược Bắc Nam. Nắm được ý định của trên, ngày 4 tháng 1 năm 1968, tôi sang làm việc với Bộ Tư lệnh Mặt trận 565. Thoáng chốc, đã 2 năm, kể từ ngày tôi bị thương ở Trung Lào, phải rời chiến trường, có biết bao kỷ niệm. Anh Hà Tuấn Khanh, Phó Tư lệnh khi đó, nay là Tư lệnh, anh Nguyễn Sinh là chính ủy. Anh em quen thân, việc hiệp đồng tác chiến nhẹ nhàng suôn sẻ. Hai bên thống nhất, đoàn 559 tăng cường cho mặt trận 565 một tiểu đoàn cao xạ 37 ly, một đại đội pháo mặt đất và một số súng máy phòng không 12 ly 7. Còn 565 và bạn sẽ mở cuộc tiến công căn cứ Lào Ngam vào ngày 12 tháng 1 năm 1968. Để phối hợp với chiến dịch vận tải của 559, chiến sự đã diễn ra như dự kiến. Liên quân Lào-Việt đã giải phóng được Lào Ngam và đẩy được địch ra khỏi các khu vực quanh thị xã Saravan, Atopơ, giải phóng hàng chục xã, 10.450 dân, phá vỡ hệ thống đồn bốt của địch dọc tuyến Sedon, Atopơ, hành lang Tây Trường Sơn từ Nam đường số 9 đến Saravan được mở rộng thêm. Ngày 27 tháng 1, khi Liên quân Việt-Lào kết thúc chiến dịch đánh giặc ở Sarapan, về cơ bản, đoàn 559 đã hoàn tất kế hoạch vận chuyển chi viện cho các chiến trường tháng 1 năm 1968, với số lượng hàng chuyển giao tăng gấp đôi tháng 12 năm 1967, đáp ứng được yêu cầu của Trị Thiên, Tây Nguyên, Nam Bộ. Đặc biệt, đêm 20 tháng 1 năm 1968, khi mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị mở màn chiến dịch đường 9 Khe Xanh, theo lệnh của Bộ, chúng tôi đã huy động ngay một lực lượng lớn công binh mở gấp con đường giã chiến nối từ trục chính tới binh trạm 8 của Trị Thiên, đường B5-T8, và xây dựng kho giã chiến ở Bản Đông, mở một mũi vận chuyển trực tiếp phục vụ chiến dịch. Tháng 1 này, quân qua tuyến vào chiến trường lên tới 45.000, đông gấp đôi tháng trước. Có hai trung đoàn và một tiểu đoàn với gần 6.000 quân được tổ chức hành quân bằng cơ giới.
pháo 122 ly, pháo 85 và cả xe tăng cơ động theo đội hình tiểu đoàn vào chiến trường an toàn. Trường Sơn thật sự sôi động không khí đêm trước của mùa xuân quật khởi. Các hoạt động nghi binh chiến lược của ta, đặc biệt chiến dịch đường 9 Khe Xanh mở màn đêm 21 tháng 1 trước Tết Mậu Thân 10 ngày, đã làm cho Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Sài Gòn và những kẻ cầm đầu Nhà Trắng bị lạc hướng, trong khi chúng dồn cả tâm trí và huy động lực lượng ra đường 9 Khe Xanh, hòng giữ bằng được Khe Xanh, đừng để nơi này biến thành một Điện Biên Phủ mới, thì cuộc tổng tiến công và nổi dậy của ta lại đồng loạt nổ ra trên khắp chiến trường miền Nam, vào thời điểm bất ngờ nhất là đêm giao thừa Tết Mậu Thân, lịch miền Nam. Và hướng chính cũng hết sức bất ngờ là đánh thẳng vào các đô thị, trung tâm quân sự chính trị, kinh tế của Mỹ ngụy. Như vậy, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta đã tạo được một bất ngờ lớn về chiến lược chiến tranh. Điều này có ý nghĩa và tác dụng vô cùng to lớn, bởi chính yếu tố bí mật bất ngờ trong chiến tranh cũng là một lực lượng vật chất vô cùng to lớn. Tin quân giải phóng tiến công 4 thành phố, 37 tỉnh lỵ, hàng trăm huyện lỵ trên khắp miền Nam, đặc biệt ta làm chủ thành phố Huế, tiến công tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, tới tấp truyền về làm náo nức lòng những người lính Trường Sơn. Cũng như Tết những năm trước, giao thừa đến chúng tôi lại vây quanh chiếc radio, hồi hộp đón nghe Bác Hồ chúc Tết và đọc thơ xuân. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Lời thơ chúc Tết của Bác Hồ như tiếng kèn xung trận vang vọng tới các chiến trường, tới từng cánh rừng nẻo đường mang tên Bác, từ cơ quan Bộ Tư lệnh đến từng binh trạm như sôi lên bung ra vì tin thắng trận và vì công việc. Các trung tâm quân sự, chính trị, kinh tế của Mỹ ngụy bị tiến công đã tạo cho tuyến vận tải chiến lược 559 thời cơ thuận lợi hiếm có. Gần một tháng, núi rừng Trường Sơn thưa vắng tiếng gầm thét của máy bay Mỹ vì đã bị hút bởi các cuộc tiến công của quân giải phóng vào sân nhà của chúng. Chớp thời cơ, chúng tôi tung hết đầu xe có thể sử dụng được, tổ chức chạy cả ban ngày, rút ngắn cung độ, đi về gọn, bảo đảm kịp thời binh lực và vật chất cho chiến trường. Trên tuyến giao liên, quân vào nhộn nhịp như ngày hội. Dù gấp gáp, chúng tôi vẫn chỉ đạo cho các đơn vị lo cho bộ đội có được một cái Tết trên đường ra trận. Mỗi người được nửa ký gạo nếp đỗ xanh, một chút chè thái, thuốc lá, bánh kẹo. Nhiều trạm còn tổ chức gói bánh chưng cho bộ đội. Một chút hương vị Tết cổ truyền, hòa quyện với thiên nhiên, đất trời Trường Sơn lúc sang xuân và tin vui thắng trận làm ngây ngất lòng người. Trong thời khắc này, tôi nghe anh em kể, có chiến sĩ trên đường vào chiến trường đã hối thúc lái xe tăng ga hết số, sợ vào chậm, không được góp sức cho ngày toàn thắng. Có chiến sĩ vừa dứt cơn sốt đã nằng nặc đòi đuổi theo đơn vị. Tình hình chiến trường đang diễn biến hết sức mau lẹ. Với sự cố gắng cao độ, Bộ đội Thông tin 559 đã khẩn trương lắp đặt hoàn chỉnh 100 km cáp trục từ đường 20 vào đường 9, tăng dung lượng của đường tải 3 phủ suốt toàn tuyến. Bộ Tư lệnh 559 trở thành trung tâm thông tin vững chắc. Đặc biệt, thông tin tải 3 từ Bộ Tư lệnh 559 đã nhanh chóng được nối với trạm thông tin của Bộ ở Lệ Thủy, Quảng Bình và từ đó về Tổng hành dinh Bộ Quốc phòng với Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên. Vào những ngày quân giải phóng chiếm giữ làm chủ thành phố Huế, tôi đã điện mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện trực tiếp với Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên. Anh Văn vô cùng phấn khởi và xúc động. Anh biểu dương Bộ đội Thông tin 559 đã thực hiện xuất sắc một công việc ngoài tầm với, biểu dương toàn tuyến trong hoạt động chi viện
bảo đảm cho tổng tiến công và thông báo cho chúng tôi diễn biến chung của chiến trường, đồng thời dự kiến một số tình huống tiếp theo. Anh động viên chúng tôi hãy đưa tinh thần tổng tiến công lên Trường Sơn. Trường Sơn cũng phải tổng tiến công. Qua hệ thống thông tin tải ba, các anh trong Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên làm việc thường xuyên với Bộ Tư lệnh 559. Ngay sau khi có lệnh tổng tiến công, anh Trần Văn Quang, Tư lệnh, và anh Lê Trưởng, Chính ủy Quân khu Trị Thiên gọi điện hỏi tôi, nếu chủ lực ta cố thủ Huế, liệu 559 có đảm bảo hậu cần được không? Có cao xạ và công binh để chi viện không? Tôi trả lời, đủ sức, nhưng theo tôi, lực lượng của địch ở Đà Nẵng, Quảng Trị còn nguyên. Chúng dễ dàng cơ động bằng đường biển và đường không ứng cứu Huế. Ta cố thủ sao được, trừ phi chọc thủng Quảng Trị. Nghe tôi trả lời xong, anh Lê Trưởng đáp, cảm ơn, chúng tôi sẽ tính và xin ý kiến bộ. Riêng 559, cố gắng tiếp sức nhé, cấp tập đấy. Liền đó, theo lệnh của bộ và đề nghị của quân khu Trị Thiên, chúng tôi điều gấp 4 tiểu đoàn công binh, 7 máy hút cấp tập ngày đêm, thi công kéo dài đường giã chiến từ Làng Ngòi đi Tà Lương, kịp thời bảo đảm cho pháo binh đưa pháo tầm xa vào cấu trúc trận địa tại phía đông Tà Lương, chi viện hỏa lực cho mặt trận Huế. Suốt gần một tháng ta làm chủ và cố thủ thành phố Huế, chúng tôi cho binh trạm 42 tập trung xe chuyển giao vũ khí, lương thực, thuốc cứu thương cho Trị Thiên, Huế tại Tà Lương, bảo đảm kịp thời yêu cầu vật chất cho mặt trận. Một mũi của binh trạm 33 sau khi phục vụ cho lực lượng ta giải phóng Hội San, Lao Bảo đã lật cánh về phía đông, phục vụ cho các đơn vị đang vây hãm địch ở Khe Xanh, Hướng Hóa. Diễn biến chiến sự cũng như yêu cầu của chiến trường lúc này đòi hỏi tuyến 559 phải có bước điều chỉnh tổ chức cho phù hợp. Đầu tháng 2 năm 1968, chúng tôi quyết định bố trí lại các binh trạm. Về số lượng không thay đổi, vấn đề cơ bản là lấy binh trạm làm cấp chỉ huy chiến thuật bộ đội hợp thành. Mỗi binh trạm tùy theo quy mô mà bố trí từ 1 đến 2 tiểu đoàn cao xạ. Bộ binh chỉ để lại một bộ phận làm nhiệm vụ cảnh vệ, bảo vệ sở chỉ huy và kho. Bộ phận chủ yếu tập trung thành đơn vị cơ động chiến đấu. Mỗi binh trạm có một đại đội thông tin, một đội điều trị, một trạm bảo dưỡng kỹ thuật xe, một trạm kích kéo. Về tổ chức điều hành cũng phải hết sức cơ động. Khi thuận lợi sẽ cho xe chạy vượt cung. Địa bàn từng binh trạm đảm trách có thể dao động từ 100 đến 150 cây số chiều dài. Tại hội nghị cán bộ toàn tuyến quán triệt chủ trương điều chỉnh về tổ chức, anh em thảo luận khá sôi nổi. Dĩ nhiên là có một số ý kiến chưa hoàn toàn thống nhất với quyết định của Bộ Tư lệnh. Tôi đặc biệt quan tâm ý kiến của anh Võ Sở, Chính ủy binh trạm 31. Anh đồng tình với chủ trương của chúng tôi và phân tích lý lẽ khúc chiết. Anh Võ Sở là một cán bộ chính trị vững vàng, trung thực, nhiệt tình. Về sau, có thời gian, anh là chính ủy sư đoàn khu vực 471. Sau bước điều chỉnh lần này, toàn tuyến có 10 binh trạm bố trí trên trục dọc và 5 binh trạm bố trí trên trục ngang, tỏa đi 6 hướng chiến trường. Trước khi tổng tiến công Tết Mậu Thân nổ ra, tuyến giao liên cũng được tổ chức khá hoàn chỉnh. Chất lượng cầu đường được cải thiện một bước, tạo thành đường đôi song song. Với cố gắng nỗ lực của công binh và thanh niên xung phong, tình hình cầu đường vào cao điểm mùa khô này có bước cải thiện đáng kể. Ở hành lang Tây Trường Sơn, hai trục dọc đường ô tô đã được kéo dài từ đường 12 đến Tà Sẻng, giáp giới Campuchia và tới Pleikon, Kon Tum, với chiều dài gần 1.200 cây số, nhân đôi là 2.400 cây số. Nhiều trục ngang và đường vòng tránh cũng lần lượt được mở mới hoặc vươn dài thêm. Ở Đông Trường Sơn, đường ô tô được hoàn chỉnh từ Làng Ho đi Bản Đông, Lào. Đường 45
kéo dài từ A lưới vào xưởng giấy. Hai trục ngang là đường 12 và đường 20, nối Đông và Tây Trường Sơn, được củng cố và giải đá cục bộ. Đường 16 bắt đầu được khởi công. Về cơ bản, các trục vận chuyển của tuyến 559 đã nối thông từ chiến trường đường 9 Bắc Quảng Trị vào Thừa Thiên, Tây Nguyên, sang Trung Hạ Lào, tới Đông Bắc Campuchia. Riêng vào B2 Nam Bộ, còn phải đi theo đường 18 và theo đường sông Sê Công, Mê Công trên đất bạn Campuchia. Tổ chức chỉ huy ngày càng quy củ đồng bộ, cơ sở hạ tầng có bước cải thiện đáng kể. Không lực Mỹ bị hút bởi các đòn tiến công của chủ lực ta vào thành phố, đô thị và chất men của tổng tiến công Tết là động cơ, là lực đẩy cho những chàng tuấn mã Trường Sơn tung nước kiệu và những cánh đại bàng Trường Sơn bay xa. Tuy vậy, do tổng công kích rồi đột kích liên tục nên chiến mã nào rồi cũng có lúc chồn chân mỏi gối. Tình trạng kỹ thuật xe xuống cấp khá nhanh. Thời tiết đầu xuân năm nay có những biểu hiện bất thường. Mới chớm tháng 3 đã có những cơn dông kéo dài, đường trơn. Những lúc đó xe hoạt động khó khăn, đặc biệt là số zin 130 một cầu. Để đảm bảo nhịp độ vận chuyển, tôi điện báo anh Đinh Đức Thiện liên tục, thông tin kịp thời tình hình, cốt yếu là xin bổ sung xe. Và khi nào cũng vậy, Tổng cục Hậu cần cũng như bộ không eo hẹp gì với 559. Sang tháng 4, xe bổ sung đủ. Liền đó, anh Thiện tăng cường cho 3 tiểu đoàn xe của binh trạm 12 và binh trạm 14 thuộc tuyến Tổng cục Hậu cần Tiền phương. Lúc này, Tổng cục Hậu cần Tiền phương đã chuyển thuộc Tổng cục Hậu cần vào chạy cung Mụ Dạ và Bắc Ta Lê vào Lùm Bùm. Có xe, chúng tôi xốc lại đội hình ra quân ảo ạt hơn. Người và hàng vào chiến trường lại rôm rả. Cuối tháng 4, Tây Trường Sơn mưa rào dày cơn hơn. Trời đầy mây xám xịt, trĩu nước. Lúc nào cũng như muốn ập xuống. Từng đàn mối cánh bung ra đen kịt những nẻo đường rừng. Mùa mưa hạ cánh cũng là lúc chúng tôi kết thúc trọn vẹn kế hoạch vận chuyển chi viện mùa khô 1967-1968. Mùa khô này, mùa của tổng tiến công Tết Mậu Thân, khối lượng súng đạn, lương thực, vật tư kỹ thuật mà đoàn 559 chuyển giao cho các chiến trường miền Nam và bạn đều vượt chỉ tiêu trên giao, đạt 141%. Đặc biệt, có hai tiểu đoàn pháo lớn, xe tăng, gần 124.000 quân được bảo đảm hành quân vào chiến trường, với một số lượng khá lớn thương binh được chuyển ra Bắc kịp thời an toàn. Chuyển thương bằng cơ giới đạt hiệu quả tốt là một nét mới, một cố gắng lớn của bộ đội vận tải và quân y Trường Sơn. Cố gắng của chúng ta là rất lớn, đặc biệt tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã dồn hết sức lực, trí tuệ và mọi khả năng của mình thực hiện vượt chỉ tiêu trên giao. Song tôi biết tình hình chiến trường đang diễn biến phức tạp. Ta gặp không ít khó khăn. Mùa khô, mùa thuận lợi đã qua. Trách nhiệm của chúng tôi đối với chiến trường lại nặng nề hơn. Với Tết Mậu Thân, quân và dân ta trên chiến trường đã giành được những thắng lợi to lớn về quân sự, chính trị. Đặc biệt, Tết Mậu Thân đã như một thứ thuốc thử nghiệm màu, làm phơi bày toàn bộ sự thất bại của Mỹ trong chiến lược chiến tranh cục bộ, giáng một đòn chí mạng vào uy thế của Mỹ trên chiến trường miền Nam, khiến cho những kẻ cầm đầu tòa Bạch Ốc bàng hoàng sửng sốt. Với Mậu Thân 1968 tại miền Nam Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử 200 năm kể từ khi thành lập nước, khả năng Mỹ có thể bại trận ở một quốc gia nhỏ bé, yếu kém về kinh tế và vũ khí trang bị như Việt Nam đang thành sự thật. Tết Mậu Thân đã đặt chính phủ Mỹ trước một bước rẽ trên đường đi và các giải pháp để lựa chọn đã bày ra như một thực tế tàn nhẫn.
Cái gì phải đến đã đến, dẫu Mỹ không muốn. Đêm 31 tháng 3 năm 1968, sự lựa chọn của chính phủ Mỹ đã khá dứt khoát. Trong cái đêm lịch sử ấy, với vẻ đắn đo và trang trọng, Tổng thống Mỹ Johnson xuất hiện trên vô tuyến truyền hình toàn liên bang, đọc bài diễn văn quan trọng nhất trong cuộc đời chính trị của ông ta, một bài diễn văn bi thảm nhất mà suốt 21 năm dính líu vào Việt Nam, chưa có một vị Tổng thống nào của nước Mỹ phải thực thi. Johnson tuyên bố, Mỹ đơn phương chấm dứt ném bom nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ vĩ tuyến 20 trở ra, sẵn sàng cử đại diện đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chấm dứt thời kỳ trong đó Mỹ tăng cường đưa quân viễn chinh Mỹ vào cuộc chiến tranh trên bộ, và cuối cùng ông ta tuyên bố không ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Bài diễn văn của Johnson lập tức gây nên tác động mãnh liệt ở Hoa Kỳ và khắp thế giới. Nó mặc nhiên là sự thừa nhận đầu tiên nhưng đầy đủ nhất về sự phá sản tất yếu của chiến tranh cục bộ, một cuộc chiến tranh được Mỹ dày công tạo dựng và được đánh giá cao trong chiến lược toàn cầu phản ứng linh hoạt của tên sen đầm quốc tế vào thập kỷ 60, thế kỷ 20. Với tác động mạnh mẽ của sự kiện Tết Mậu Thân, tôi cứ suy nghĩ về câu nói của anh Lê Duẩn vào dịp hè năm 1967. Quyết giáng một cú bombardier làm lung lay ý chí của đế quốc Mỹ và từ đó cảm phục tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng, Bác Hồ. Thất bại của Mỹ ở miền Nam trong Mậu Thân 1968 là rõ ràng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.